Mục Nam Huy xin chào. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quay trở lại với kênh YouTube của Mục Nam Huy. Vâng, và ngày hôm nay thì Mục Nam Huy xin trân trọng giới thiệu đến quý vị về một bộ bàn ăn hình oval. Vâng, đây sẽ là một bộ bàn ăn hình oval, mặt ván mặt 3 phân, dày liền nguyên tấm thưa quý vị. Dài 2m và rộng là 97, đi kèm 8 ghế. Và 8 ghế là ghế theo kiểu hoa lá tây bông hồng. Và 8 ghế thì đây là hàng lựa vân thưa quý vị. Hàng lựa vân, bông vân cây tuyển chọn và đó là rất là đẹp. Và đó là rất là đẳng cấp. Rất là VIP quý vị nhé. Đó, rất là đẹp. Hoàn toàn không có phải ngẫu nhiên mà những cái bộ vân đẹp như này mà giống nhau như thế này nó lại có ở trên cùng một bộ ghế. Vâng, và hôm nay thì Mộc Nam Huy xin chi tiết và giới thiệu đến quý vị về bộ bàn ăn của nó là rất là VIP này. Tổng quan thì đây sẽ là bộ ăn bàn ăn 8 ghế với kích thước sử dụng đó chính là bề ngang là 2m6 và bề dài là 2m. Bàn thì được làm theo hình oval hay chúng ta có thể gọi là hình bầu dục. Và đặc biệt thì ở đây là cái bàn nó rộng là 97 phân và dài là 2m. Nguyên một tấm thưa quý vị. Nguyên một tấm dày 3 phân. Rất là VIP. Vâng, cách đây không lâu thì Mộc Lâm Huy cũng có đăng một cái video về có một bộ này. Thì Mộc Lâm Huy đăng lên thì khách hàng xem được bộ ghế đó và đã ưng ý đặt bên Mộc Lâm Huy luôn. Thêm một bộ nữa. Và đây là bộ ghế Mộc Lâm Huy đã hoàn thiện mộc cho anh khách ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì xin chi tiết giới thiệu đến quý vị. Vâng, mặt dày 3 phân rất đẹp. Và ở dưới thì được đục chi tiết diềm thừng. Và như quý vị có thể để ý thì cái chi tiết diềm thừng ở đây thì được anh em đục rất là sâu. Đó, rất là sâu, rất là đẹp. Và bên dưới thì đục theo kiểu dẹo tai bèo. Dàn chân. Vâng, thưa quý vị, ở đây dàn chân là dàn chân tiện lục bình. Và cũng có đục thêm các chi tiết hoa lá tây ở ngay đây. Đó, đục chi tiết hoa lá tây. Và chi tiết hoa lá tây thì đục được 3 góc quý vị nhé. Đục được 3 bông. 3 bông trên 3 góc. Đó. Và dàn chân thì là dàn chân 10. Chân ở đây là chân hai dâu và là chân 10. Đục chi tiết hoa lá tây. Đó, rất là đẹp. Đặc biệt thì cái bộ ghế này nó vừa đẹp, nó lại vừa cứng cáp quý vị nhé. Dàn chân đây là chân trụ 30. Có nghĩa là trụ là có đường kính là 30 phân. Đó, cả cây gỗ vuông 30 phân hiện ra được cái bộ trụ này. Đó, rất là VIP. Và dàn chân nữa là có VIP nữa, đó là dàn thanh kết nối này. Đây là thanh kết nối có bản cao là 18 phân và cái độ dày là 6 phân rưỡi quý vị nhé. Độ dày là 6 phân rưỡi. Rất là hiếm ở trên thị trường có được những cái bộ mà nó dày, nó chắc chắn như thế này được thưa quý vị. Vâng, đặc biệt thì thêm nữa thì ở đây sẽ là một bộ 8 ghế, có 8 chiếc ghế bông vân mặt rất là đẹp. Và ngay đầu video Mộc Nam Huy có quay sơ qua cho quý vị là 8 cái bộ vân mặt này thì đều là bộ vân lụa. Và đây là trong 8 cái bộ này toàn bộ đều là vân lụa. Đẳng cấp thưa quý vị, rất tuyệt vời. Mà không phải ngẫu nhiên mà có được quý vị, mà có được những cái bộ ghế này nó sẵn sàng quý vị nhé. Đây là những sản phẩm đặt. Vâng, chiếc ghế thì có kích thước như sau. Chiều cao từ đất lên tới hết cái dàn tó là 1m15. Từ đất lên tới mặt ngồi là 47. Bản sâu, bản rộng là 43. Và các chi tiết đục chạm hoa lá tây như quý vị thấy. Ở đây các chi tiết đục chạm hoa lá tây cực kỳ tuyệt vời. Cực kỳ là đẹp luôn. Và sản phẩm tuy mới chỉ là mộc thôi nhưng mà quý vị cũng đã nhìn thấy cái độ rất là sạch sẽ. Và bên dưới dàn tựa thì được đục theo kiểu hoa hồng quý vị nhé. Tựa hoa hồng. Và dáng ghế thì như quý vị có thể theo dõi đây. Dáng ghế anh em làm rất là cong, rất là đẹp. Và dáng ghế nó có cái độ nghiêng. Vâng, đây như quý vị có thể nhìn theo một cái bề ngang ghế nó có cái độ nghiêng, anh em lọng cái dàn chân đó nó nghiêng như thế này. Đó, chúng ta có một cái dáng ghế chúng ta tư thế ngồi rất là thoải mái. Nó khác biệt với khi quý vị đi mua ở ngoài thị trường, có những cái ghế nó dàn nó thẳng như vậy, nó thẳng tắp. Thì những cái bộ ghế đó thì do là những cái dàn cây này không cần tốn công lọng và nó sẽ ít tốn gỗ hơn, cho nên là những cái bộ đó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Còn ở đây là cái hàng lọng chân, lọng tượng, vậy nên là rất là đẹp và cũng như là giá trị của nó rất là cao. Đặc biệt chúng ta sử dụng thì rất là thoải mái. Vâng, và nói thêm một chút về dàn mặt thưa quý vị. Đây là dàn mặt bông vân chun, rất là đẹp. Vâng, rất là đẹp. Và cái dàn mặt ở đây có độ dày là 1 phân 6.
dàn chân thì được anh em làm theo cái dàn chân theo kiểu hoa lá tây, và anh em lọng rất là mềm mại quý vị nhé. Cái dáng chân nó rất là mềm mại, rất là đẹp. Và độ cây thì chúng ta có thể nhìn luôn cả mặt dưới. Vâng, khi đi quay hàng thì quý vị cứ quay mặt dưới, độ cây sạch sẽ đều. Nếu quý vị thấy thì cũng có phần nước từ trên Mộc Lan Huy chúng tôi xịt xuống thì nó có thấm xuống dưới đây. Và ở đây chân thì Mộc Lan Huy chúng tôi cũng làm thêm mấy cái kè ở đây nữa cho nó cứng cáp. Đó, khác biệt với thị trường, cũng đặc biệt thì rất là VIP cho những sản phẩm này. Vâng, ở chất liệu gỗ đỏ thì khi quý vị đi xem hàng thì chúng tôi khuyến cáo quý vị là khi quý vị đi coi thì quý vị nên coi cái sản phẩm nó mộc, nó thô ngay từ ban đầu để quý vị nhìn gỗ, nhìn cây cho nó đẹp, cho nó sạch sẽ, đảm bảo 100% đúng gỗ, đúng chất lượng. Vâng, sẽ tốt hơn khi quý vị quay mộc, còn khi quay sơn thì sản phẩm nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và những cái phần lỗi sẽ được che đi, vậy nên là quý vị sẽ không nhìn được hết chi tiết về sản phẩm. Vâng, thì sản phẩm này thì Mộc Lan Huy đã bán cho khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có nhu cầu thì có thể đặt trước bên Mộc Lan Huy. Chúng tôi sẽ thi công những bộ ghế tương tự và xin báo giá luôn cho quý vị. Đây là sản phẩm sơn hoàn thiện sẽ có giá là 46 triệu. Giá được tặng kèm thêm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển trong phạm vi 30 cây và bảo hành trong thời gian 2 năm. Vâng, như quý vị thấy thì ở đây Mộc Lan Huy chúng tôi có xịt lên một lớp nước và bây giờ thì nó cũng đã khô dần rồi. Thì những cái phần nó khô thì như quý vị thấy phần nó khô là những cái phần mộc, thì khi sản phẩm nó được sơn lên nó cũng giống như là xịt nước vậy, thì bông vân gỗ nó sẽ nổi lên nhiều hơn và đẹp hơn. Đó, vậy đây khi quý vị đi quay mộc thì quý vị cũng nhìn đi, mật độ vân nó sẽ không được nhiều, nó không được đẹp. Thế nhưng mà sản phẩm nó chỉ nó sẽ chỉ đẹp hơn khi chúng ta sơn lên hoặc chúng ta cho lên thêm một lớp nước quý vị nhé. Đây là một cái điều quý vị nên lưu ý. Vâng, chứ khi mà cái sản phẩm này khi chúng tôi để như khi nó mộc á thì quý vị không nhìn thấy độ vân thì nhìn nó sẽ rất là chán. Đó, đây là cái điều Mộc Lan Huy phải cân nhắc nói đến quý vị để quý vị nắm bắt được. Và cái bộ mặt bàn mà nó rộng tới 97 dài 2 m, thì đây là những cái mặt bàn mà của những cái cây gỗ rất là to và những cây gỗ có thời gian trưởng thành rất là lâu và gỗ rất là già thì mới có được những cái mặt nó đẹp như thế này. Và đảm bảo với quý vị rằng là càng về lâu dài thì những cái mặt gỗ này nó càng quý hiếm, càng khó để quý vị có thể sở hữu được. Vâng, ngay thời điểm hiện tại thì bộ ghế này thì chỉ có là 46 triệu thôi. Thì quý vị có nhu cầu thì có thể đặt ngay bên Mộc Lan Huy. Chúng tôi làm thêm cho quý vị những bộ ghế mới và nó sẽ trong cùng với tiêu chuẩn VIP như những cái bộ ghế này, về độ bông vân, về kích thước và về độ dày. Đó, như quý vị thấy từ đây thì Mộc Lan Huy chúng tôi thêm một cái ít nước lên để cho quý vị xem này. Đó, thêm ít nước lên sẽ rất là đẹp. Đó, nước lên thì bông vân lên. Đó, nó y như là lúc sơn vậy thôi, rất là đẹp. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng nói thêm với quý vị rằng là ở chất liệu gỗ gỗ đỏ thì cũng như là rất nhiều các loại gỗ khác thì gỗ thì chúng tôi luôn luôn để khô, co rút thật kỹ bắt đầu mới sơn. Nó giống như những dàn chân này, như quý vị có thể theo dõi ở đây, chúng tôi để gỗ nó khô, nó co rút tom như vậy, bắt đầu anh em tôi mới sơn, đảm bảo 100% hàng khô ráo kỹ lưỡng thì mới được giao đến cho quý vị khách hàng để giúp quý vị yên tâm sử dụng các sản phẩm của bên Mộc Lan Huy. Và tránh tình huống là quý vị sử dụng trong thời gian thì sẽ có hiện tượng là lứt xé, thì điều đó rất đáng tiếc. Vậy nên khi quý vị đặt hàng bên Mộc Lan Huy thì quý vị cứ yên tâm, những cái sản phẩm nào anh em chúng tôi sơn được, làm được thì chúng tôi mới làm, còn những sản phẩm nào chưa làm được, chưa sơn được thì chúng tôi sẽ không có làm đâu. Đó, để đảm bảo cho quý vị là chúng ta mua hàng yên tâm 100%. Vâng, lần nữa thì xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này của Mộc Lan Huy. Rất vui sẽ được gặp lại quý vị trong các video tiếp theo và rất mong là sẽ được quý vị nhiệt tình ủng hộ, theo dõi cũng như sử dụng sản phẩm của Mộc Lan Huy. Xin chào và xin hẹn gặp lại.